Ok, chào anh em, chào mừng anh em đến cái video tiếp theo của Đồng Nguyễn nha. Thì Điền và anh Châu đang đi săn ngoài kia. Thì sẵn đây thì Đảm đang chuẩn bị chạy ra mấy anh em ngoài kia nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em về mẫu thun hiện tại có nha. Thì có rất nhiều anh em đang thắc mắc về hai cái loại thun này. Loại u xốp màu xanh lá chuối này và u xốp màu hồng. Thì cái loại nào nó bắn nó độ độ bền nó cao hơn. Nói chung hiện tại là hai cái loại này mình đã test rồi. Thì nói chung là nó khá là giống nhau nha các bạn. Hàng này nó khá là giống nhau. Có hàng u xốp 0.65 màu hồng này thì cái độ rút nhanh hơn hàng xanh nó tí xíu nha các bạn. Nó nặng hơn tí xíu. Lực đạn đi cũng khá ổn nha các bạn. Thì chơi á, hàng này có một cái đặc điểm đó là chơi cũng khá là bền, đi săn khá là ok nha. Bắn đi săn khá là ok, nhưng mà anh em bắn làm sao á, đừng cho để cho con thun mình có những cái vết tì nha. Nếu mà thun cái lỗ sắt này có những cái vết tì thì rất là dễ đứt ngang nha các bạn. Rồi anh em, nói chung là anh em có những anh em thắc mắc thì hôm nay mình trả lời cái câu hỏi của anh em nha. Rồi đối với thằng ghi sai này nè, với thằng u shop, có thằng nào nó bệnh hơn. Nói chung là hiện tại là mình cảm thấy là đồ bệnh thì sai, nói chung nó cũng bệnh hơn tí xíu thôi chứ nó không bệnh hơn được nhiều đâu. Đối với mình nè, bản thân mình đi test nha các bạn, nó thấy thì sai nó bệnh hơn tí xíu. U shop mình chơi cũng khá là ok. Còn ở đây mình có hàng pha con nữa các bạn. Pha con này clip tiếp theo mình sẽ test hàng pha con này 0.6 và 0.65 trắng đỏ nè các bạn. Thì cái loại này chuyên về đi săn đó các bạn ơi. Cái loại thun này chuyên về đi săn. Thì video tiếp theo mình sẽ test cái cây A7 hình trái tim này. Nó ở đây có cái logo cọp vào nữa các bạn. Chạp 77 nha các bạn. Cái cây này 12 ly không vá. Giờ hôm nay mình sẽ đi tiếp tục đi test cái cây Adam V1 với thùng u shop 0.65 khổ 12-19 130 nha các bạn. Mình xài B7 các bạn ơi. Giờ mời tất cả các bạn đồng hành cùng Đảm nha. Đi giáp áp mà gặp Điền giáp áp phải ngồi giữa đường nói gì không nè. Ghiền câu Điền không đeo đeo hả? Rồi nó giảm được mấy con? Con còn một hả? Có con này thì sao đủ ăn? Động lực nào bữa nay không đi bắn chim mà đi câu ếch à anh em? Lâu lâu đổi phương hướng cho giải nghề, giải trí. Em bắn chim áo đỏ mà chịu nha. Rồi Điền túc tôi hút đi. Đi đi. Đi đi. Bay bắn lắc. Rồi mấy anh em mình đi cái rừng kiếm hàng khủng các bạn ơi. Ra mày thấy có một hàng dạ táp vô cái giường này các bạn. Các bạn ra giường không thấy dạt à, thấy nguyên ổ chuột dính thế nào. Ê, rồi nào. Ê, rồi chị vừa cũng ra chụp chuột. Ê chúng rồi, chúng dính đạn rồi. Ủa rồi đủ quá tao rồi. Đủ nó đồ đồ thẳng lên trước á. Cái gì? À, đi vô tới mé nè, hãy ông đây nè, đứng xuống mé. Chụp đi chạy, chụp đi chạy. Rồi lụm. Nè nè nè. Thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi chưa? Chưa đó, chưa. Chưa. Không bắn chết ngắt nó gì trời, bắn này đi. Rồi
luôn. Bạn xuống trời. Góp góp cho bá. Chớp. Ừ. Bắn trong ổ, bắn trúng trời. Hai ba viên luôn. Em bắn trúng cái đích đó. Rồi lụm. Để sống đi. Mở dưới đất hay trên cây? Cây. Đây mà rung gì nó không xuống hả? Trời ơi. Này các bạn, con hổ này đèn kiếm bây giờ có nửa tiếng mình nên kiếm luôn. Mình vay chỗ mình kiếm nó tiếp không gặp. Còn nãy thành tinh nè. Nó kỹ như vậy. Đứng ở đâu? Đứng trên cái cây đứng nhìn ngu đúng đâu. Cái cây này hả? Ừ. Sao tao rung nãy đụ má không đứng nhất chân hả? Đồ phộng. Ông có định lụm mình. Hai ổ. Thôi lỡ đi kiếm mồi hết rồi đó. Nó mới xuống ổ đó đó. Em gặp nó bò xuống đó đó. Đó 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 đi. Đi chạy xuống đi, chạy xuống đi. Nó bò đây đi. Lụm. Lụm đi, lụm đi ơi. Gỡ dưới này, gỡ dưới này. Nó còn ấy. Rồi, ngay đầu luôn, hay quá anh Châu ơi. Con kia lứa mắc kêu rồi. Con kia lứa chạy rồi. À, anh Châu bắn hay ghê trời. Lâu lên nha. À, bắn bể mặt luôn trời. Nè. Buông nha. Buông. Bắn dầm hơi ghê, bắn vô cái mỏ, nó chỗ tới cái não luôn. Còn bầy lứa đó. Ôi, gửi tiếp ơi Thiền ơi. Con bông Thiền ơi. Các bạn, mấy này mình quần nó giờ câu 15 phút các bạn. Rõ ràng nó bắn rớt xuống đất rồi nó chạy lùm quá rộng các bạn. Thua rồi. Ba em vòng đó. Đồ ghê ghê, dũng sĩ gì không? Chết chưa? Lắm. 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 Nó nút chuột bò ra luôn trời ghê trời. Hả? Lắm. Ê kìa kìa kìa. Rồi chết chị nổ luôn này. Nó nằm như vậy đó. Ờ chết luôn. Chết ngay rồi. Bạn xuống. Làm sao nó chìm luôn nghe anh trong. Đít bự. Duy Thăng nói chung là nó phải mình đi rồi phải nhiều bắn nhiều mục tiêu à. Được cà phê cho anh em, nó đâu cần anh em. Mình bắn phải có bữa trúng, bữa thắt, bữa hụt. Bữa này, bữa nọ vậy đó mới vui. Chứ anh em bắn đi bắn một bao chim, đi bắn một túi chim về cái khách chim anh em. Anh em lên giờ gõ ná con xuống chim anh em thấy rất là nhiều kênh anh em. Bên YouTube người ta làm gì tôi đề đi săn này. Nhìn đảm hiện tại là đảm muốn đánh nhiều vlog á anh em. Cho nó vui vui, có anh em coi hàng hại xíu. Tập trung vô đi săn nhiều quá cũng tội nè mày. Gì nữa trời. Điền mới xuống nè các bạn. Chào em. Đi săn về mệt quá ngủ giấc nè các bạn. Này phê tối luôn các bạn.
Gì cười quá anh cháu. Không ngủ dắt nó phái. Lụm đi điện đi nè, điện ngủ đi anh nè, điện. Dê. Cái gì? Dê. Cái gì? Con dê mà nó thịt dê á biết không? Lụm. Con dê chứ không phải con dê. Cũng có đi. Dê không phải chó nha anh em. Dê này dê thiệt đảm không thịt gầy. Mình yêu thương mấy con đốc lắm. Con dê, con dê. Dê, dưới bên kia. Nè em. Cái bắn chim mà dê ăn thịt dê. Dê. Chim có chim lấy. Bắn chim mà dê ăn dê nè các bạn ơi. Thịt dê chiên nha các bạn. À, mấy con tô hú với chuột rồi mấy anh em mình để tủ lạnh nè các bạn. Đàn chiên. Ừ? Đàn chiên. Ủa đàn chiên luôn hả anh? Đàn xuống nhậu tay nhà anh Khánh nha. Cái này là lâu lâu mấy anh em mình mới gom là một ngày chứ không phải là giống như anh em tưởng tượng trong cái những cái comment của trong mấy cái clip trước á, anh em cứ nói có ngày ăn nhậu rồi. Bắn chim ăn nhậu suốt. Không có đâu anh em. Thấy đảm cầm uống anh em ngon ngon thôi chứ uống nên chừng lít là nghỉ rồi. Vô. Rồi mà anh em luôn lụm. Ít lắm anh em ơi. Lít nghỉ. Tính ngày hôm nay là tính là để cho anh Châu với Điền các bạn. Lại quay cho anh Châu với Điền nhấp ếch. Mà nhấp cây nhấp cỏ không, nhấp được con ếch. Nhấp xuất sắc. Rồi mà cái nhà mới thịt dê này nè. Da nè các bạn. Con ếch nửa ký lô còn nổi gì nữa. À, chấm này. Ừ. Là chấm tương ngon các bạn. Tương đã hết. Ừ. Đây anh em. Giấy nè anh em. Này bắn gì đâu, bắn đầu cây, bắn vô cây vô có các bạn. Hú cho bả bắn vô đến cây. Chị cò mới gặp chị cò nói sao em chấn thương rồi. Anh này chấn thương gì vậy em? Rồi cái video này mình chủ yếu mình làm mình vui anh em ơi. Thì chủ yếu nói về thun. Thì hôm nào mình sẽ test thử cái loại thun u xốp hồng cho anh em thấy coi nó có ổn định không nha. Rồi bắt đầu nếu mà ổn thì anh em cứ ủng hộ Đạo Nguyễn nha anh em. Ok.